là quá trình demo thử cài đặt Commodore Internet Security bản Pro. Đây là một bản miễn phí thôi. Nếu như mà các bạn muốn xài bản xịn thì có lẽ là $39 cho 3 máy. Còn nếu mà mua riêng lẻ thì giá nó hơi cao so với những phiên bản Copper Sky hoặc là các phần mềm được bán tại Việt Nam. Vì hình như nó lên tới giá $29 cho một máy nếu mua riêng lẻ. Các bạn hãy thử cài và xem thử là nó có kết hợp với Windows Defender không nhé. Tôi rất là hay cài ứng dụng này trên một số máy tính, cũng là sử dụng bản miễn phí. Tuy nhiên là bản có trả phí thì nó sẽ có thêm những chức năng hình như là VPN và một số thành phần khác. Và rõ ràng là khi có thêm những cái ứng dụng antivirus hoặc là Internet Security mở rộng và kết hợp được với Windows Defender, chắc chắn là nó sẽ mang lại những cái hiệu quả cao hơn. Đương nhiên khi mà sử dụng chúng ta cũng cần phải cẩn thận, bởi vì không loại trừ những trường hợp có những mã độc nó có thể là bypass qua những cái cơ chế phát hiện hoặc là những cái phần mềm độc hại mới mà nó chưa được nhận dạng theo dạng signature hoặc là những cái hành vi của nó quá tinh vi. Cách và phòng ngừa như vậy thì chúng ta không nên download những bản phần mềm crack Kiren từ những cái nguồn không an toàn. Đôi khi mà cũng cần phải sử dụng Kiren thì chúng ta cố gắng tìm được những cái nguồn nào cho nó ổn, chẳng hạn như là tôi hay download từ Get Into PC. Ở đây nó nói là chúng ta muốn đổi DNS sang Commodore Secure DNS hay không, thì việc đổi qua đây nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được những cái trang web, những cái nguồn traffic độc hại, bởi vì những cái nguồn đó có thể nó sẽ được kết lại hoặc là lưu trong dạng bad DNS mà nó chặn, giống như là một cái cơ chế ở đây tôi nghĩ là giống như cơ chế của Cloudflare hoặc một số cái cơ chế khác khi mà nó chặn nguồn độc hại theo dạng DNS. Rồi bật cái Cloud by Behavior Analysis của những cái dữ liệu thì chắc chắn nó sẽ tăng cao hơn. Và gửi những cái thông tin anonymous gì đó thì chúng ta phải bỏ cái này và chúng ta click Finish xem sao. Chắc chắn là nó sẽ download thêm những thành phần mở rộng nữa các bạn ạ. Và sau khi cài đặt thì các bạn nên kiểm tra xem là CPU RAM hoặc là máy nó có bị vấn đề gì hay không. Trước đây khi xài phần mềm này trên một số hệ thống cũ rất là lâu rồi, cách đây mười mấy năm, thì đôi khi nó gây ra những cái trở ngại. Nhưng mà bây giờ thì càng ngày nó càng nâng cao. Và đây là một phần mềm mà tôi cũng rất là yêu thích, nên các bạn hãy thử xem. Chúng ta hãy fix it gì đây, có lẽ là nó sẽ download nhé. Nó sẽ download những cái signature mới về. Lúc nào cũng vậy, 185MB. Và khi nó download xong thì nó sẽ chạy dò quét một loạt lại các ứng dụng hoặc là những cái thành phần ở trên máy. Rất là dễ xài thôi, cũng giống như là những cái chương trình khác. Còn có những cái phần nào mà các bạn không muốn nó đụng vào thì chúng ta sẽ cấu hình là Exclusion, giống như là Windows Defender hoặc là những thành phần tương tự khác. Hãy thử cái ứng dụng này xem sao nhé. Nếu mà nó ổn thì với $39 cho 3 máy cũng không phải là một cái giá quá đắt, bởi vì những dữ liệu mà bị mất đi thì chúng ta biết là nó cực kỳ mắc. Tôi cũng cần lưu ý là cần sao lưu, hãy sao lưu dữ liệu quan trọng nha. Tôi không những sao lưu trên các ổ local mà tôi sắm rất là nhiều cái ổ box. Tôi chép những dữ liệu quan trọng mà thật ra dữ liệu của mình chả quan trọng bằng dữ liệu của các bạn đâu, bởi vì đó là những cái lab và những máy ảo thì cùng lắm tôi dừng lại chỉ là mất thời gian thôi, còn có những cái bỏ thời gian ra cũng chưa chắc là lấy lại được. Cho nên chúng ta vừa sao lưu local, vừa sao lưu lên trên hệ thống cloud như OneDrive, Google Drive. Và có những cái chúng ta cũng nên viết ra giấy nhé, đôi khi mà nó nhiễm vào rồi nó thay đổi hết tất cả những thành phần, chúng ta mất luôn cả những mật khẩu, điều đó cũng khá là nguy hiểm. Đó là một số chia sẻ rất là basic ở mức độ security cộng nha các bạn. Thật sự thì với cái trình MCEH mà nói mấy cái này thì rất là dư thừa, nhưng mà nói nó cũng vui đúng không. Nhiều khi các bạn không chú ý thì bây giờ hãy chú ý đi, là lúc rồi đấy, hãy sao lưu dữ liệu ngay lập tức. Tôi thường nói điều này, kêu gào điều này rất là nhiều lần rồi mà không hiểu sao Hoàng Huy cũng chưa sao lưu, và tôi không hiểu nổi. Các bạn hãy sao lưu nha. Nếu không sao lưu, không có cả AV mà bị dính malware vì xài bất cẩn thì điều đó là rất là xứng đáng. Và với cái tầm mà 30 tuổi trở lên thì không thể chấp nhận được đấy nha các bạn. Tôi cho là như vậy đấy. Tôi không dám chắc là mình sẽ không bị nhiễm malware hay ransomware, nhưng ít ra là tôi vẫn luôn tuân thủ theo những cái mục quy tắc mà mình đề ra, đó là sao lưu dữ liệu quan trọng.
solution cloud, solution local, thậm chí có những cái ghi ra giấy, và cố gắng là sử dụng những bản crack hay là keygen ở một cái mức độ cẩn thận tối đa. Chứ còn tôi vẫn phải xài thôi, có những cái tôi vẫn xài trên những máy, ví dụ như những phần mềm tôi đang quay này là tôi cũng đang xài một bản keygen mà tôi xài 4-5 năm rồi, và nó vẫn ổn. Thì bởi vì cái nguồn đó là cái nguồn nó cũng tương đối ổn, nhưng mà nó chắc chắn là nó sẽ có những cái tương tác vào hệ thống mà khá là độc hại. Cho nên khi xài cái này thì tôi cũng phải cẩn thận, rất là cẩn thận đối với những dữ liệu quan trọng của mình. Ví dụ như trên một số máy mà chứa những thông tin bí mật riêng, tôi sẽ không cài phần mềm này chẳng hạn. Ví dụ vậy. Tốt nhất thì nên mua cái phần mềm này luôn, hoặc là xài bài miễn phí nếu như mà chạy trên những máy mà có độ rủi ro cao nhé. Hiện nay nó đang download rồi, nó sẽ làm đủ thứ gì ra đây. Chắc là nó còn bắt chúng ta restart lại các thứ nữa. Lúc này thì khả năng là nó sẽ sơ tái cái bandicam của tôi, nên tôi stop lại.